Ok, cái cây này là người ta trá chị bao nhiêu? Đó là bông hồng gì hả chị hả? Hồng nhung. Hồng gì? Hồng nhung. Đỏ hồng nhung. Đỏ hồng nhung à? Đỏ hồng nhung á. Tôi mới vừa ghép được á. Sao mà chị trồng bông mà chị bó có đời hết giờ mà chị trồng bông lại cái gì? Chơi bông, chơi cỏ. Hả? À, chơi tự nhiên. Tự nhiên à? Tự nhiên nó mới đẹp, nó có cây, có lá, có bông. Anh thấy không, một rừng cỏ nhưng mà cầm có cái bông, anh thấy không, dễ nó có màu xanh tự nhiên. Như cái cây này mà tôi trả chị một tí chị có giao không? Tôi không bán á. Không, nhiều quá không bán hay là ít quá không bán? Sao anh thấy anh hỏi khó trả lời quá. Thằng có bán không thì chừng đây tôi đi nha. Tôi không bán đâu. Số điện thoại của tôi đây này, chị lái là có gì là chị gọi tôi nha. Tối về chị bàn với ông chồng chị, thấy ông xã chị đó. Không, mất công mà ông nghĩ tầm bậy nữa. Số điện thoại tôi là chị ghi đi, chị nhớ nha. Không, tôi mất công mà ông 0902. 0902. Ừ. Sồn sồn. Sồn sồn á. Mới hái. Sồn sồn. Mới hái. Sồn 09 sồn. Không hái sồn sồn không hái. 92. Tiếng hái. Chị ngơ ngơ như trầu đậu nón. 09.